Sáng nay, huyện Văn Lâm tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Lý Trường Nam ở thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Thế A mở rộng. Theo quyết định số 289 ngày 2 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Núi A mở rộng với diện tích thu hồi 64 ha của 400 hộ trên địa bàn thôn Thanh Đặng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Để thực hiện dự án, trước đó các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động được 399 hộ đã đồng thuận nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, gia đình ông Nam có diện tích 472 m2 đất nông nghiệp cố tình không chấp hành. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức cưỡng chế theo thẩm quyền.